Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của em nhé. Ngày nay thì em xin phép review đến các bác là cái khu vườn là mọc rất nhiều cây cỏ mắc cỡ ấy. Hay còn gọi là cây hoa trinh nữ, cây trinh nữ các bạn. Đây để em đi gần vào chỗ này nó tốt quá em cơ. Đi vào không được, sợ gai nó dính, em để đi hướng này. Ở chỗ này còn có thể bước xuống này, chứ đằng kia là chịu chết luôn. Không bước xuống được. Cái hoa trinh nữ này thì đối với nhiều thầy thuốc thì có thể làm vị thuốc này. Đấy các bạn thấy không này, động vào một phát là lá nó cụp xuống này. Kinh quá. Đó, hồi còn nhỏ, rất là nhỏ luôn này, em hay chơi cái trò này lắm. Đây các bạn thấy không, lá của nó đụng vào một cái là nó cụp, tự cụp vào này. Đấy, ngày xưa trẻ con chả có gì chơi, phải chơi những cái trò này. Đấy, thấy không, đây nữa này. Đây chỗ này này, lá này em đụng vào một cái là nó ấy luôn, nó cụp vào luôn. Đó, hay còn gọi là cây hoa xấu hổ đó. Đã có bài hát hát về cái cây hoa này rồi nhé. Nó hoa trinh nữ đấy quá. Ở chỗ này mọc rất là nhiều các bạn này, thấy không? Hoa của nó nhá. Hoa của nó màu tím. Cũng khá là đẹp. Vui vết, thú vị phết ạ. Còn đây thì chỗ em không biết chỗ các bác gọi thế nào, nhưng chỗ em gọi là cây mắc cỡ này các bạn. Đó, nó nhiều khi có nhiều người nhầm tên gọi cây mắc cỡ là cây này. Nó cũng là cây mắc cỡ nhưng mà nó là hoa trinh nữ là cái tên chính của nó nhé. Đó, đây này, đó, ấy lá nó cụp vào vừa ấy. Còn cái cây này thì lá nó ít như vậy hơn, nó không xấu hổ như cây kia đâu. Ấy, nó đỡ hơn nhé. Cây kia gì đây này, ví dụ như đây, nếu đụng vào một cái là nó cụp vào đó, đó nó bị xấu hổ đấy. Trò này trẻ con ngày xưa làm gì có điện thoại mà xem, làm gì có trò gì chơi. Chơi những cái trò này thôi. Hôm nay em thấy cái vườn hoa trinh nữ này nhiều quá, em review lại. Nó cũng thuộc hàng cỏ dại, nhưng cỏ dại có thể làm thuốc nhé. Đây, em không thể đi vào trong kia được, tại vì đi vào trong đấy là nó dính gai rất nhiều, không đi được. Đấy, mọi người thấy không? Để quay ở dưới lên các bạn thấy đẹp không? Tuy là cỏ dại thôi nhưng mà khá là đẹp mắt nhá. Đó. Đây. Dê một vòng các bạn thấy. Rồi video này em xin phép chia sẻ đến đây thôi nhá. Các bạn xem video thì cho em một like, một lượt đăng ký các bạn nhá. Cảm ơn tất cả các bác nhá.